Hôm nay là ngày thứ ba mà hai anh em ở rừng rồi các anh chị ạ. Sáng nay là sáng thứ bảy, sáng cuối tuần và một hành trình mới lại bắt đầu. Ngày hôm qua thì chui rúc bờ bụi khá là ngứa người và mệt, cũng như là quên đồ ăn trưa. Hôm nay thì rút kinh nghiệm là mang theo lương khô và bó húc nữa rồi, cho nên là đảm bảo một cái hành trình ngày hôm nay. Hy vọng là hành trình nó sẽ suôn sẻ hơn hôm qua, vì hôm qua thì hai anh em được cỡ khoảng chục cây Hà Vân Nam thôi, một thành tích hơi buồn một tí. Nhưng mà đi rừng mà tùy duyên thôi các anh chị ạ, có ngày nọ ngày kia, có hôm thì được nhiều, có hôm thì không được như ý muốn. Nhưng mà những đôi chân này thì không bao giờ biết mệt mỏi và bỏ cuộc, vẫn quyết tâm đi kiếm tìm những cây Hải Vân Nam rừng Gia Lai để làm một cái góc bảo tồn nguồn giống của dòng hải quý hiếm này. Đêm hôm qua thì hai anh em thì đều bị bóng đè, thật là kinh khủng. Ông anh thì nghe bảo là thấy người nói chuyện bằng ngoại ngữ, khả năng là tiếng Anh. Có khi nào là những người Mỹ đã bỏ lại thân mình nơi đây không? Tại vì chiều hôm qua thì em cũng nhặt được một cái hộp đạn của Mỹ ở trong bụi và em có mang ra ngoài đường để quay, thì không biết là như thế nào. Hôm qua em cũng bị bóng đè mà gồng mãi không nổi, không thoát ra được. Thì bây giờ đang phải leo lên một cái đỉnh núi rất là cao, anh chị thấy không? Thấy không? Khá là đuối, đây gọi là thể dục buổi sáng. Rồi mời các anh chị cùng theo dõi cái hành trình hôm nay với em nhé, ngày thứ ba ở rừng và cũng là ngày cuối cùng luôn ạ. Đẹp quá mà không lấy thì có lỗi với thiên nhiên lắm các chị ạ. Chỉ có mùa này ở ngoài tự nhiên nó mới mọc thôi, những mùa khác thì nó lụi đi mất rồi. Lấy về ngâm rượu uống, tự tay lấy những cái cây thuốc như này cảm thấy nó giá trị và chất lượng rất là nhiều luôn các anh chị ạ. Anh Linh lấy được một bụi kiều mỡ gà đẹp chưa này các anh chị này, thân này, thân Hàng này vuông giờ cực hiếm. hiếm lắm, dòng mỡ gà thân vuông này hiếm lắm này, thân to đẹp chưa. Hai thân tư. Đây này, nó mọc mà ở chỗ mà nó thiếu nắng ấy. Chưa mang về nhà chăm ấy, lá to như bàn tay này, Lá đây to. thân cao phải 80 đến 1 mét là bình thường. Thân chuẩn mỡ gà luôn đấy, thân nó kiểu xanh xanh thẫm này, đẹp này. đẹp thật. Sang năm có hoa ngắm rồi. Dòng mỡ gà thân vuông này thì rất là hiếm các anh chị ạ. Còn mỡ gà trên thị trường ấy, kiểu mỡ gà trên thị trường thì rất là nhiều, họ bán lần vài chục ký ấy, là những cái loại mỡ gà dòng mà thân nó tròn mà nhỏ như kiểu cái đũa ấy. Còn đây là mỡ gà mà thân vuông ấy, nếu mà nhiều người mà quan sát không kỹ thì cứ tưởng nó là kiểu vuông, nhưng mà nó là kiểu mỡ gà, kiểu mỡ gà thân vuông, quá đẹp. Một cái tác phẩm lũa từ thiên nhiên rất là đẹp luôn các anh chị này. Bàn tay con người chúng ta không thể nào mà có thể tạo ra được một cái nghệ thuật có thể nói là đỉnh cao như này. Ở đây thì có những cái khoảng đồi này và những cái lớp rêu nhìn như những cánh rừng, và phía dưới đây là những cái thung lũng với những cái đồng cỏ, còn dưới đây là đồng bằng này các anh chị này. Lên trên vùng thảo nguyên này, đồi núi này, và sau cùng là một tòa tháp rất là đẹp này, hùng vĩ. Một cái khúc này mà về đặt thêm vào một cây hài và một chậu dạng chữ nhật, dạng thuyền đi, thì sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, em đã lên ý tưởng rồi và khúc này em sẽ mang về. Đi cả buổi sáng thì em mới bắt gặp một cây hài Vân Nam các chị ạ. Hôm nay khá là mệt nhọc, leo 2 lần núi rồi, khá là đuối luôn.
À, gặp một cây là cũng cảm thấy rất là vui rồi. Và bây giờ em sẽ khai thác em nó nhẹ nhàng thôi. Đấy. Rồi, ok. Một cây Hải Vân Am rất là đẹp và xinh xắn này các anh chị này. Nó mọc ở trên một cái triền núi, chỗ rất là nhiều những cái cây gỗ mục đổ xuống này các anh chị này. Và cất em nó vào ba lô và em lại đi tiếp đây. Trong lúc mà cất cái cây vừa rồi vào ba lô thì em liếc mắt qua đây và lại phát hiện là một cây Hải Vân Am to nữa các anh chị ạ. Cây rất đẹp luôn và nó lẩn khuất trong những cây gỗ mục này các anh chị này. Này, đây, phải bới nó ra. Đấy, nó mọc ở dưới gỗ mục luôn. Cây mẹ năm nay thì ra hoa rồi. Đây là cái cần hoa của nó này. Hoa của cây Hải Vân Am nở rất là lâu nhé. Mùa hoa rất là dài. Nó nở khoảng 3-4 tháng nó mới tàn cơ. Và hoa thì rất đẹp, to. Hải Vân Am hoa to. Mà hoa nó giống hình dạng một chiếc hài của người phụ nữ ấy, ngày xưa ấy. Nhìn cực kỳ xinh xắn và dễ thương. Nó cũng như có những nét hoài cổ. Nếu như ai chơi dòng đĩa ấy, thì họ rất là thích. Đặc biệt là các anh chị chơi lan ngoài Bắc thì rất là thích những dòng địa lan, bởi vì truyền thống chơi địa lan của chúng ta có từ xa xưa rồi. Và rất là thích những cái cây Hải Vân Am này. Rất là nhiều anh chị hỏi em, nhưng mà những cây này hầu hết là về em sẽ làm vườn bảo tồn để sau này chia sẻ đến các anh chị yêu lan sau nhá. Cũng phải thông cảm cho em, tại vì em là người đam mê và trực tiếp đi lấy, thì em sẽ sưu tầm những nguồn giống chuẩn. Và nó cũng không có nhiều. Cái chuyến đầu tiên thì em gặp nhiều, nhưng mà 2-3 chuyến sau này thì gặp rất là ít và mệt. Và vì thế thì phải nhân giống đã. Ở đây em lại thấy một cây nữa các anh chị này. Đấy. Nó ở quanh nhau thôi. Chỗ khu này thôi. Nó mọc ở cái kẽ của cái vỏ cây mục này. Đấy. Rồi. Cuối cùng em cũng đã trên tay anh. Một cây Hải Vân Am xinh xắn. Em đang còn nhìn thấy một cây bên kia nữa kìa các anh chị kìa. Đấy. Để tạm em nó ở đây đã. Và các anh chị theo em qua đây nhá. Đây các anh chị này. Nó hơi vướng cành cây. Đây. Rồi. Cuối cùng thì em cũng đã trên tay anh một cây Hải Vân Am rừng Gia Lai. Đấy, cây nhỏ nhưng bản lá rất là to luôn các anh chị ạ. Đi tìm quanh đây kiểu gì cũng vài cây nữa. Đây, một cây nữa các anh chị này. Đây, cây này thì em bây giờ mới nhìn thấy nhá. Còn nữa không ta? Chả lẽ bãi này được có vài cây à? Thì hơi buồn nhỉ. Phía trên này thì em phát hiện ra được hai cây nữa. Và đây là một trong hai cây. Em sẽ nhổ luôn. Chỗ này nó mọc hơi thưa, cho nên là không thể đi vòng quanh quay được, thì sẽ quên, rất là dễ quên vị trí của cây. Rồi, ok. Đây, cái ba lô của em này có làn, là bỏ cây vào nó sẽ không bị dập cây. Ở phía trên này một cây nhỏ nữa. Cái chuyến hôm đầu tiên đi chơi ngẫu hứng thì lại gặp nhiều. Mấy buổi sau này ở lại rừng qua đêm thì lại gặp không được nhiều lắm, ngoại trừ cái chuyến đầu tiên. Đây, một cây nữa nằm gọn trong ba lô. Cây lan thì nó cũng tùy thuộc vào vùng miền khí hậu các anh chị ạ, vì thế chất cây nó cũng khác nhau. Hải Vân Am rừng Gia Lai này thì lá rất là to tròn từ khi còn là một cây giống nhỏ như này các anh chị này. Và vì thế thì khi mà mang về bảo tồn ấy, thì cây nó sẽ thành những cây trưởng thành, sẽ mang tính chất hình hài rất là đẹp luôn. Cách vị trí để ba lô không xa thì em lại thấy hai cây nữa. Và em sẽ nhổ cây này nhá. Rồi, ok, một cây nhỏ.
Nói là nhỏ nhưng mà nó nhỏ hơn những cây to thôi. Nó vẫn thuộc loại tầm trung. Và ở dưới này nữa, một cây to các anh chị ạ. Đây, một cái cây to mọc trong tán lá, có những cái cành củi khô mục nó gác lên. Đây, dọn dẹp ra là đẹp ngay. Bộ rễ này các anh chị này, rất là nhiều lỗ chân lông, ống hút chất dinh dưỡng của cây này và chất đất rừng này. Em bốc cho các anh chị xem này. Đây, rất là mùn và rất là tốt này. Rất là thích hợp với cây hài, cũng như là địa hình núi cao ở trên này thì quanh năm mát mẻ. Vì nó là rừng thường xanh, toàn những cây cổ thụ bóng mát thôi. Và khu rừng Gia Ly thì nó có rất nhiều những cái con suối, hồ nước. Vì thế thì nó có rất là nhiều những cái độ ẩm, hơi nước cho cây phát triển. Một cây nhỏ đẹp chưa các anh chị này? Lá tròn xoe, Mitsu. Dễ nhiều cái này cơ mà. Hai cây, ba cây. Ôi, sao một ổ nó mọc nhiều này các anh chị này. Toàn cây nhỏ này. Chỗ này có một cây to rất là khó nhìn các anh chị này. Dù khó nhìn nhưng mà vẫn phải để ý kỹ, tinh mắt. À, tiếp cận được em nó rồi. Bỏ cái cành này ra không là nó gãy lá. Đây. Rồi, ok anh chị. À, rồi ok. Một cây nữa, cây to luôn các anh chị này. Nó mọc ở nơi mà không có nắng, cho lấy thân nó rất là dài để vươn lên để đón ánh nắng. Đây, các anh chị thấy không? Nó to hơn cả cái đầu em, nó dài gấp đôi luôn ấy. Phải biết Hải Vân Nam nó chất cỡ nào rồi. Mà Hải Vân Nam của rừng Gia Lai các anh chị nhá. Các anh chị thấy đấy. Hải Vân Nam rừng Gia Lai này, nó chất lượng chưa?